Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hắc Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa, ngày Mậu Ngọ tức chi sinh cho can, có nghĩa là hỏa sinh cho thổ và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm thiên thượng hỏa kỷ tuổi Nhâm Tý, Giáp Tý, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa đoạn. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Bính Tý, Giáp Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý đó. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức hợp, tốt mọi việc, sao Sinh Khí, tốt mọi việc, nhất là xây dựng về nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Thiên Mã hay còn gọi là Lộc Mã, tốt về việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Và các sao xấu trong ngày cũng có như là sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành, sao Phi Ma Sát, Tai Sát, Kỵ Giá Thú, Nhập Trạch, sao Bạch Hổ, Kỵ An Táng, sao Lỗ Ban Sát, Kỵ Khởi Công, động thổ đó các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang có cái điểm báo về hung vận sắp đến. Và bạn tuổi Tý trong cái ngày này đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên cái con đường tình duyên với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp trắc trở, lận đận, chẳng có được thứ mình mong muốn mà lại bị lấy mất tình yêu nữa đó bạn tuổi Tý nhá. Và dường như giữa hai bạn còn có cái khoảng cách gì đó khá chi là lớn, cho nên khi đứng trước mọi người không thể hiện được cái sự chân thành trong tình yêu, vì thế dễ mà bị nghi ngờ, cản trở trên cái con đường hạnh phúc đến với mình của bạn tuổi Tý nhé. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, thủy hỏa bất dung, cái điều này cũng cảnh báo cho bạn tuổi Tý có những cái mâu thuẫn trong gia đình, gia đạo thì kiếm an yên bởi những cái xung đột không ngừng xảy ra, từ cái chuyện lớn tới cái chuyện nhỏ đều cần có người phân giải mới được nữa đó bạn tuổi Tý nhá. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tý á, bạn không nên xuất hành đi xa bởi đang có cái điểm báo có cái sự thị phi cãi cọ, và đặc biệt là trong ngày này tâm trạng của bạn không được tốt, vì vậy không nên xuất hành đi xa cũng như là không nên ký kết hợp đồng trong ngày nhé bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bất đồng từ nhiều hướng,
Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, đừng quá cố chấp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn cần bao dung và thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, đừng để hiểu lầm đi xa đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang có cái thái độ không đúng mực khi cư xử như vậy với những người yêu thương mình nhất đối với bạn tuổi Sửu nhé. Và bạn tuổi Sửu không hiểu sao chúng ta thường phũ phàng với chính người thân của mình, bạn cũng đang là như vậy. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày Sửu ngọa tương hại. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Sửu nên bình tâm suy nghĩ lại, đừng để cho những cái tổn thương trở nên quá sâu sắc mà cuối cùng lại phải chia lìa trong nước mắt nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Ở đời gặp nhau đã là cái duyên bao kiếp chẳng dễ gì có được đó bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày thứ bảy này, bạn tuổi Sửu may mắn là đang có được chính tài nhập cục. Cái điều này làm cho vận trình tài lộc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại khá chi là vượng. Dù là ngày thứ bảy, nhưng với bạn tuổi Sửu có được cái nguồn thu nhập ổn định, bạn tuổi Sửu bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ thế mà sống, chỉ cần không chi tiêu quá lãng phí thì chẳng sợ thiếu tiền tiêu với mình bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tài chính vượng vàng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, hiểu lầm sâu sắc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, tổn thương lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, nên bình tâm trở lại. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần bạn đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc kiếm tiền. Có thể là do bạn đang để chủ kiến của mình ở một cái vị trí độc tôn và không lắng nghe cái lời khuyên của bất cứ ai trong ngày. Tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở cho bạn tuổi Dần bạn cần phải linh hoạt hơn nữa bạn tuổi Dần nhé. Và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần, tam hợp cục chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Dần bạn sẽ trở nên rạng rỡ hơn với ánh mắt tình yêu người ấy, mang tới cho bạn mệnh tuổi Dần nhiều niềm vui và kéo dài bất tận, khiến cho bạn mỉm cười như những đứa trẻ con nữa. Cuộc sống hôn nhân cũng là lúc khiến cho bạn tuổi Dần thấy bối rối, nhưng bạn nhanh chóng hòa nhập với mọi người và thấy hạnh phúc khi có thêm người yêu thương chăm lo cho mình và không có cái vấn đề gì lớn xảy ra với bạn cả bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, gia đình được hạnh phúc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, kiếm tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, cố chấp không tốt. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, tình yêu gõ cửa. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, nhân duyên cát lành. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi.
Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này có lẽ bạn tuổi Mão sẽ cần phải dành thời gian để suy ngẫm lại những việc mà bạn làm trong ngày hôm nay, bởi ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp hung vận quá lớn và lấn át hết cát vận của bạn nhé. Trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành Mão Ngọ tương phá. Cái điều này cho thấy những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy càng ngày càng gia tăng, những kỷ niệm xưa cũng bỗng trở thành vũ khí để đôi bên làm tổn thương nhau khi mà cả hai người đều đã thay đổi nữa rồi nhé. Cuộc sống với nhiều áp lực khiến cho bạn tuổi Mão cảm thấy mệt nhoài, và trong cái ngày này bạn tuổi Mão cũng đang có kiếp tài xuất hiện gây áp lực sức ép cho bạn, khiến cho bạn tuổi Mão kiếm tiền cũng chẳng được bao nhiêu nhưng lại phải chi ra một cái khoản kha khá, và vẫn có cái điểm mất tiền với bạn trong ngày bạn tuổi Mão nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, cái việc xuất hành đi xa thì không được tốt, bạn đang có cái điềm báo thị phi và tai nạn bất ngờ, đặc biệt là tâm trạng của bạn trong ngày thất thường. Bạn nên chú ý không làm những cái công việc quan trọng, không nên xuất tiền lớn hoặc là ký kết hợp đồng trong ngày bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tài lộc bất thường. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, thu không được bù chi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, tranh cãi kịch liệt. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, nhiều chuyện bất đồng. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, là thần tài mang tới cái nguồn tài lộc cho bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay rất chi là dồi dào nhé. Và ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn chứng minh được rằng chỉ cần bạn muốn, bạn có quyết tâm thì sẽ có lúc của cái cơ hội ngay trước mắt giúp cho bạn đổi đời, tiền bạc về tay ùn ùn nữa đó bạn nhé. Với bạn tuổi Thìn, bạn là người chịu thương, chịu khó dù là ngày cuối tuần nhưng vẫn làm việc hết mình từ việc này tới việc khác để tăng thêm thu nhập cho mình nữa. Bạn chẳng quản ngại cái điều gì để kiếm tiền về tay mình đó. Trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa dưỡng cho thổ vượng. Cái điều này giúp cho những bạn tuổi Thìn có thể yên tâm rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian nhé. Và chẳng những như thế, đâu phải ai cũng đọ tiền, đọ cả tình như bạn. Bạn hãy vui vẻ vì cái điều đó, hãy mỉm cười vì có hạnh phúc bên mình. Và cuối ngày, ở nhà có người nhà chờ đợi sau một ngày làm việc mệt nhọc với bạn. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Thìn, cái việc xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi. Bởi bạn đang có được những sao tốt chiếu mệnh như là sao Thiên Đức Hợp, sao Sinh Khí, sao Thiên Mã, sao Nguyệt Tài. Và xuất hành thì được thuận lợi, đặc biệt là sao Thiên Mã, sao Nguyệt Tài có quý nhân phù trợ và Thiêu Khổng Minh, hôm nay cũng là một ngày rất chi là tốt, xuất hành cầu tài lộc đều được như ý, quý nhân phù trợ. Và bạn tuổi Thìn, bạn cũng đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chánh bắc để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, yêu thương vô bờ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tiền kiếm như hái. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, chăm chỉ chịu thương chịu khó. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, nhớ thương đong đầy độ.
Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, tình yêu gõ cửa nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, bạn đang gặp được ngày Tỵ ngọ tương hội, cho nên bạn tuổi Tỵ bạn cần đến nhiều thứ hơn là trái tim chân thành của mình trong ngày hôm nay nhé. Thời cơ đã đến, bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có mãi chia giấu trái tim mình, có những thứ cần phải bày tỏ để cho người ấy biết mà tiến tới đó. Và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang có được thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ công việc làm ăn buôn bán trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi hơn gấp nhiều lần với bạn. Bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ thấy hàng hóa chạy tới không ngờ, lợi nhuận cũng tăng lên gấp nhiều lần với bạn. Và bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, bạn khá chỉ là bận rộn, nhưng bạn hãy nhớ rằng hãy quan tâm dành thêm thời gian cho những người trong gia đình mình nhé. Ngày thứ bảy vốn là thời gian dành cho những người thân yêu nhất, đừng để thời gian trôi qua quá lãng phí với bạn. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu lên ngôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, buôn bán có lộc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, nhân duyên đã tới. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc thủy, cần yêu thương nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày Ngọ Ngọ tự hình, cho nên bạn tuổi Ngọ bạn đang có tinh thần sa sút, dễ nghị quẫn và có những cái hành động tiêu cực nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh thiếu đi cái sự chỉn chu trong cuộc sống, tự mình làm cho mọi thứ trở nên rối tung lên. Đã thế, bạn tuổi Ngọ trong ngày này lại khá chi là cứng đầu và không chịu lắng nghe lời khuyên bảo của người thân. Cái mối quan hệ giữa bạn với gia đình đang bị rạn nứt, cộng bởi bạn bất chấp tất cả để làm theo những điều mình muốn, làm theo cái sở thích của mình. Ngày này, họa vượng cho thấy tính khí của bạn tuổi Ngọ bốc đồng sẽ khiến cho bạn phải chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức, không tự kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn sẽ đánh mất đi những cái điều đáng quý giá, đáng trân trọng nhất trong cuộc sống là đứa bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, cảm xúc thất thường. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, hành động bốc đồng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tình cảm tổn thương. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, tự làm hại mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ. Cả cái con đường tình duyên lẫn con đường tài lộc của bạn tuổi Mùi đang trên đà phát triển và thịnh vượng.
Không cần phải lo lắng gì cả, bởi mọi thứ đều đang đi rất đúng hướng mà bạn mong muốn nữa rồi đó bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang có được quý nhân lục hợp trao cho bạn khá chi là nhiều cái cơ hội để gặp gỡ người khác phái, không chỉ đơn giản là cái mối quan hệ xã giao bình thường mà hoàn toàn có thể phát triển trở thành người yêu và trở thành vợ thành chồng nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Chính tài ở bên cái điều này á, giúp cho bạn tuổi Mùi trong ngày này có được cái nguồn thu nhập vững vàng từ cái công việc chính của mình, đủ để cho bạn giúp cho bạn trong cái việc chi tiêu cuộc sống. Tuy nhiên á, cái ngày này với bạn tuổi Mùi hay có xu hướng chi tiêu quá tay, bạn cần phải lưu ý đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tình yêu như ý. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, đừng quá lo lắng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, tình duyên ngập lối. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, đào hoa nở rộ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, bạn đang có cái điềm báo, có kẻ tiểu nhân giáng họa, con đường tình duyên của bạn có thể sẽ gặp phải không ít sóng gió, thiên quan chiếu mệnh có thể sẽ dẫn lối cho kẻ thứ ba chen chân vào cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy nhé. Và ngày thứ bảy này, bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày họa kim xung khắc, có khi chẳng cần tới kẻ thứ ba phá hoại mà tình cảm giữa hai bạn vốn đã tồn tại những cái vết nứt do không đủ thấu hiểu và bao dung cho nhau, những cái mâu thuẫn chỉ lắng xuống chứ chẳng hề mất đi đâu được. Và ngày này với bạn tuổi Thân, bạn nên dành thêm thời gian cho những người mình yêu thương, bạn cần phải tâm sự và chia sẻ cũng như là lắng nghe nhiều hơn để cho những cái nút thắt trong lòng dần được tháo gỡ bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình yêu ảm đạm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, mâu thuẫn quá nhiều. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, không hiểu ý nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, có nhiều nỗi buồn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu nên bình tâm và dành thời gian bên gia đình nhiều hơn. Thất bại trong cái chuyện tình cảm không có nghĩa là thất bại trong cuộc sống, bạn đừng có vội thấy nản lòng bạn tuổi Dậu nhé. Trong cuộc đời này có nhiều người yêu thương bạn lắm, và cha mẹ lúc nào cũng sẵn lòng giang tay chờ đón bạn về nhà bên mâm cơm ấm áp của tình yêu vô tận. Bạn tuổi Dậu, bạn đừng để cho cái lời nói của người dưng khiến cho mình thấy chán nản nữa. Và trong cái ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có họa kim bất dung. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Người có duyên mà không có phận thì chỉ gặp nhau rồi lại chia ngã đôi đường. Cuộc gặp gỡ ấy sẽ có một ý nghĩa nào đó. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy trưởng thành sau những cái nỗi đau chứ đừng có vội cuộn mình ôm nỗi đau ấy bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tình yêu chẳng thành. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm không như ý.
Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, buồn bã chán nản. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, đào hoa ảm đạm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, cần lấy lại tinh thần. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 7 ngày 12 tháng 9 năm 2020. Cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 7 này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có được một ngày báo hiệu may mắn ngập tràn nhé. Với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất, cho nên người ấy chẳng những thấu hiểu và còn bao dung cho những cái lỗi lầm mà bạn tuổi Tuất lỡ mắc phải nữa. Tình yêu đến từ ánh mắt, từ những cái cử chỉ nhỏ nhặt. Đôi khi hai người chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hiểu được nhau. Tất nhiên, để có được cái điều đó thì bạn và người ấy cũng mất khá chỉ là nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nữa đó nhé. Thiên tài nhập mệnh, mệnh với bạn tuổi Tuất trong ngày này có được hậu phương vững chắc, cho nên bạn sẵn sàng lao đầu kiếm tiền mà chẳng có cái nỗi lo gì ở phía sau. Có được động lực từ tình yêu, bạn tuổi Tuất nhanh chóng giành được cơ may về tài lộc bất ngờ, tiền tài ngập bến luôn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình duyên phơi phới. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, đường tài lộc vượng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, gia đình hạnh phúc. Phải đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 7 ngày 12 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 7 này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang có điềm báo, có những mâu thuẫn nội tâm rằng sẽ kịch liệt ở trong lòng. Và bạn tuổi Hợi, bạn muốn có được những thứ mà người khác đang có nhưng lại sợ hãi, nên có thể bị tổn thương. Tình yêu như con dao hai lưỡi, có thể khiến cho ta hạnh phúc, cũng có thể khiến cho ta bị suy lụi. Và ngày này đối với bạn tuổi Hợi, thủy hỏa tương xung, cái điều này cho thấy bạn vẫn chưa thoát ra khỏi được cái bóng ma quá khứ mà dẫn tới bị tổn thương hiện tại đó nhé. Chuyện gì cũng cần có thời gian để lãng quên. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy để cho những cái chuyện đã qua trôi qua êm ả, sống vì hiện tại và tương lai, đừng có mãi ngoái nhìn về quá khứ, rồi để quá khứ cứ mãi hiện hữu trong cái cuộc sống của mình đó bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình yêu chưa tới. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, đóng cửa trái tim. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, sợ bị tổn thương. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, nỗi đau chưa lành. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, yêu thương không đủ. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.